Hi, xin chào mọi người nhé. Mình là Tú đây. Thì các bạn ạ, mình lại lên video giới thiệu các bạn một số máy bên mình. Nhưng mà xin lỗi mọi người là cái clip này mình chưa thu gọn được máy để bày cho nó đẹp. Và mình cũng rất chỉ là bận cho nên mình làm luôn cái video này gửi đến mọi người nhé. Để mọi người xem ý, thì nếu các bạn ở gần Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình là 95 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Còn nếu các bạn ở xa thì bên mình có bán hàng ship code toàn quốc các bạn nhé. Các bạn mua hàng chỉ cần cọc cho mình cái thẻ 50.000 mới dưới 2 triệu, thẻ 100.000 mới từ 2 triệu đến 5 triệu và thẻ 200.000 mới từ 5 triệu trở lên các bạn nhé. Và tất nhiên tiền cọc thì mình sẽ trừ vào tiền mua máy. Đấy các bạn nhé. Và các bạn lưu giúp mình là bên mình chỉ bán hàng chính hãng, không bán hàng fake, không bán hàng nhái các bạn nhé. Ok, và không để các bạn đợi nữa thì mình sẽ show cho các bạn xem và mình chỉ show qua thôi các bạn nhé. Đấy các bạn, nếu các bạn mua ấy thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua số hotline hoặc là Zalo cho mình hoặc là nhắn tin qua fanpage bên mình. Thì tất cả các thông tin này thì mình đều ghi dưới phần bình luận các bạn nhé. Đấy. Và đầu tiên thì mình giới thiệu các bạn là Samsung Note 8 đi. Samsung Note 8 thì mình cũng còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Mình còn rất là nhiều Samsung Note 8 đây, mình show gần cho các bạn xem. Tất cả đều bản Việt Nam. Đấy. Máy màu gold thì mình bán là 2.8 triệu. À xin lỗi mọi người, máy màu gold là mình bán 4.8 triệu. Còn máy màu đen và máy màu xám lông chuột là mình bán 4.7 triệu, rẻ hơn 100.000 các bạn nhé. Đấy. Và tất cả Note 8 này của mình đều là bản VN, bao màn chưa ám ố, còn kháng nước các bạn nhé. Và tất nhiên mình vẫn cứ tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1 đổi 1 trong 3 tháng. Tiếp theo mình có một cây Note 12. Đấy, Samsung Note 12. RAM 8, bộ nhớ 128, còn bảo hành 11 tháng. Và còn nguyên phụ kiện chính hãng các bạn nhé. Giá bán là 8 triệu. Giá bán là 8 triệu. Rẻ được so với mới là hơn 2 triệu đấy mọi người ạ. Tiếp theo là con Samsung A31. A31 mình bán 4 triệu 3. Đấy. Và còn bảo hành của hãng đến 27 tháng 4 năm 2021. Em cầm cho anh cái lọ xịt ra để anh xịt đánh nhau nữa. Mọi người tưởng là máy xấu quá. Đây là vân tay thôi. Đấy nhá. Và tất nhiên mình vẫn cứ tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1 đổi 1 trong 3 tháng nước cơ. Tiếp theo mình có một cây Samsung Note 20. Samsung Note 20. Cái này thì của mình thì còn một cái sạc, à còn một cái tai nghe chính hãng các bạn nhé. Tai nghe chính hãng. Đấy, và mình vẫn cứ tặng các bạn là ốp sạc cường lực bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Và con này còn bảo hành của hãng là 9 tháng các bạn nhé. Còn bảo hành 9 tháng của hãng. Đấy. Samsung Note 20 giá là 13.300.000, được tặng kèm ốp sạc cường lực và tai nghe. Tai nghe là tai nghe chính hãng các bạn nhé. Mình sẽ giới thiệu Samsung trước đi. Ok. Và đây là Samsung A6+, đấy, RAM 3 bộ nhớ 32. Mình cũng có chục cây này bản Hàn các bạn nhé. Bản Hàn 1 SIM. Và cái này thì mình bán cho mọi người với giá là 2.3 triệu. Mình giảm giá so với trước nhá. Trước mình bán 2.5 triệu và giờ mình bán 2.3 triệu các bạn nhá. Đấy. Tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1 đổi 1 trong 3 tháng bản Hàn 1 SIM. Đây. Trước mình bán 2.5 triệu mình vẫn ghi này. Và mình bán cho mọi người 2.3 triệu nhá. Máy nó xuống nên mình sẽ bán xuống cho mọi người. Samsung A50. Mình còn 2 cây, giá 3 triệu, RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. Còn một cây màu trắng và một cây màu xanh. Và tất nhiên mình cứ tặng ốp sạc cường lực 1 đổi 1 trong 3 tháng. Con A70 này bán rồi cơ mà. Bán chưa? Chưa. Sao vừa rồi mà à, 750 nhỉ. Samsung A70 RAM 6 bộ nhớ 128. Đấy. Con này hết bảo hành rồi. Nhưng mà máy chính hãng các bạn nhé. Đấy. Không phải máy bản Hàn. Bản Hàn thì mình sẽ nói là bản Hàn. Thì con này máy zin 100%, giá bán 4.3 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128, tặng ốp sạc cường lực bởi 1 đổi 1 trong 3 tháng. Tiếp theo là A50s, mình có 2 cây. 2 cây này giá 3.3 triệu các bạn nhé. RAM 4 bộ nhớ 64, kính cam sau có hơi lứt một tí nhưng mà mình đảm bảo với các bạn là không ảnh hưởng nhé. Giá 3.3 triệu, tặng ốp sạc cường lực bởi 1 đổi 1 trong 3 tháng. Đây, có thêm một cây Samsung A31 cũng giá 4.3 triệu nhé. Hai cái này giá 4.3 triệu. Cái này máy rất mới nhưng mà đây là vân tay của mình đấy các bạn ạ. Nào thì rất mới luôn nhé.
và một cây M31. Đấy, pin con này 6.000 các bạn, pin châu Kaka luôn. Giá 4.500.000, RAM 6 bộ nhớ 128 và còn bảo hành 11 tháng của hãng nhá. Con này rất ok đấy các bạn ạ. Đấy, rất là ok luôn, máy rất mới luôn. Và tất nhiên là vẫn cứ tặng ốp sạc cực lực và một đổi một trong 3 tháng. Ở đây hôm nay mình về được mấy cây này. Hôm trước có một bạn hỏi con này, mình xin lỗi các bạn là mình báo hết. Là vì khách đặt hàng rồi. Khách đặt hàng rồi nhưng mà cuối cùng người ta lại đổi sang con khác. Nên mình lại có Redmi 8 RAM 4 bộ nhớ 64 giá 2 triệu các bạn nhé. Tặng cường lực, tặng sạc và một đổi một trong 3 tháng. Một cây Vivo. Một cây Vivo mình vừa mua được ngày hôm nay. Mình vừa mua được ngày hôm nay. Đây mình đây này các bạn này, mình mua con này 3.700.000 đây này các bạn này. Chẳng giấu cho các bạn, con này mình mua 3.700.000 đây này. Đấy, mình mua 3.700.000 mình chưa ấy nữa này. Thì con này mình bán là 3.900.000 nhá. Này là Vivo i50. RAM 8 bộ nhớ 128 dùng chip Snapdragon 665. Đấy, con này 4 cam 3 cam sau vân tay đầy đủ, 1 cam trước. Đấy. Con này bán 3.900.000 nhá, RAM 8 bộ nhớ 128. Dùng chip Snapdragon 665, máy bao zin 100%. Lưng sau phẩy nhẹ các bạn nhá. Đấy. Tặng cường lực, tặng sạc bảo hành 1.1 trong 3 tháng, máy bao zin 100%. Vivo i50. Tiếp theo là Oppo A5s. Oppo A5s. Đấy, vỏ lưng hơi xấu một chút nhưng mà máy chất, máy zin các bạn nhá. Máy bao zin 100%. RAM 3 bộ nhớ 32. Đấy, mình chỉ bán cho mọi người giá 1.900.000 thôi. Rất là chất luôn. Chỉ xước theo kiểu là xước người dùng thôi nhá. Còn máy thì zin, quan trọng máy zin là thích rồi các bạn nhá. 1.900.000 tạo ốp sạc cường lực. Tiếp theo là con Redmi Note 8. Đấy, mấy hôm trước mình có mấy cây rất nhiều người hỏi và mình bán hết. Hôm nay về được đúng một cây duy nhất thôi. Redmi Note 8 RAM 4 bộ nhớ 64. Đấy, rất là đẹp, máy bao zin nhá. Thì con này mình bán cho mọi người với giá là 2.800.000. Ok. Máy bao zin 100%, rất là chất luôn. Giá 2.800.000 mọi người nhá. Đây. Toàn máy chất, máy đẹp thôi. Các bạn là nhiều máy này mà sâu mới đến bao giờ. Oppo Z Note 3 còn nguyên hộp, giá 5.000.000. RAM 8 bộ nhớ 128. Cây này nhân viên mình đang dùng một cây. Nói chung là rất là ok đấy các bạn nhá. Chụp ảnh đẹp, chơi game nói chung là thích, pin thì trâu. Giá 5.000.000, còn nguyên phụ kiện chính hãng và còn bảo hành của hãng là 6 tháng nhá. Đây Redmi Note 9. Đấy, mình cũng còn 2 cây. Giá 3.700.000, RAM 4 bộ nhớ 128. Máy bao zin 100% nhá. Tặng cường lực, tặng sạc bảo hành 1.1 trong 3 tháng. Tại cửa hàng điện thoại Thanh Tú Store các bạn nhá. Nói chung các bạn là tương đối là nhà mình tương đối là phong phú đa dạng về hàng hóa đấy. Vivo i91 vẫn cứ RAM 2 bộ nhớ 16, giá 1.600.000, zin 100%. Mình có một cây Vivo giống hệt cái này các bạn nhé. Vivo nó là Vivo i91s. RAM 2 bộ nhớ 32, máy zin đẹp, đắt hơn có 100.000 thôi, là 1.700.000. Chưa nhìn nó ở chỗ nào. Đây một cây Vivo i18s này, RAM 3 bộ nhớ 32 này, máy bao zin này, giá 1.800.000 thôi mọi người nhá. Có 1.800.000 thôi, rẻ. Rẻ bền đẹp. Nói chung là mình cảm giác kênh nhà mình bán hàng nói chung nhiều con rất là rẻ bền đẹp luôn các bạn ạ. Không phải tự kèn khen đấy đâu. Nhưng mà quả thật là như vậy. Vì mình có nhiều cái mối hàng ở các tỉnh này rất là ok đấy, người ta không bán được cái máy dòng máy này chuyển về cho mình. Đây Redmi Note 7. RAM 4 bộ nhớ 64 có 2.400.000 thôi nhá. Redmi Note 7 RAM 4 bộ nhớ 64 có 2.400.000 thôi. Tặng sạc cường lực và bảo hành 1.1 trong 3 tháng. Đây các bạn là mình quay cho bạn xem nhá. Đây là 12 rưỡi đêm rồi nhá. 12 rưỡi đêm rồi. Đấy. Vợ mình vẫn cứ đóng hàng, nhà mình vẫn cứ quay phục vụ mọi người. Thì nhà mình cũng hàng hóa phong phú các bạn ạ. A10, Samsung A10. Mình 3 cây. RAM 2 bộ nhớ 32, giá 1.700.000 các bạn nhá.
tặng ốp sạc cường lực 7.1.1 trong 3 tháng. Samsung A50s, cây này là không vỡ kính cam. Đấy, và còn bảo hành đến tháng 3 năm 2021. Thì mình bán cho mọi người với giá là 3.7 triệu nhá. Đấy, 3.7 triệu. Và tất nhiên vẫn cứ tặng ốp sạc cường lực 7.1.1 trong 3 tháng. Và hôm nay trong buổi livestream mình quên mất, nhiều người hỏi mình con này, mình tưởng là hết rồi. Hóa ra vẫn còn các bạn nhá. Thì xin lỗi mọi người, mình có cây Vsmart Active 3. Đấy, 2.7 triệu, RAM 6 bộ nhớ 64. Nếu đúng cái em mà hỏi trên livestream mà có xem con này được của anh ấy thì anh vẫn cứ giảm giá như trong livestream anh nói nhá. Đấy, anh xin em, con này vẫn còn. Máy nói chung đẹp lắm, như mới luôn. Máy như máy mới luôn nhá. Ok đây. Hàng bên mình các bạn nhìn này. À đây. Con Vivo mà mình nói đây. Vivo i91 đây. S đây. RAM của như 32 đây các bạn nhá. Đấy. Cái này cửa hàng ta bán 1.9 triệu, nhưng mình chỉ bán 1.7 triệu thôi. Đó, chỉ bán 1.7 triệu nhá. Tặng cường lực tặng sạc 7.1.1 trong 3 tháng. J4 co RAM của nhớ 16, giá 1.5 triệu. Đấy, cũng màn hình tràn viền. J4 Bluetooth RAM của nhớ 16, 1.6 triệu nhá. Tất cả đều tặng ốp sạc cường lực 7.1.1 trong 3 tháng. Oppo F5 1.7 triệu, tay không phải Oppo F5 đâu các bạn nhé, tên là Oppo A73, nó gần giống F5 nhé. RAM 4 bộ 64, giá 1.7 triệu, máy đã thay vỏ nhá. Con này mình đã lên vỏ rồi mọi người nhá. Tay một cây Huawei này, 1.7 triệu. RAM 3 bộ 32 nhá. Ai là fan của Huawei thì con này rất là ok đấy. Máy vẫn zin 100% mọi người nhá. Đây, Oppo A20 đây. À, Samsung A20. Đấy, 2.4 triệu thôi. RAM 3 bộ nhớ 32, nâng sau. Đây, nâng sau phẩy các bạn nhá. Đấy, xấu nhưng kết cấu là ok đấy. Em từ từ không đóng hàng đi để anh cho khách xem lỗ ổn ạ. Đây, Holo. Con này ngày xưa mình bán cho khách là 2.9 triệu. Nhưng mà còn không có ốp cơ. Nhưng mà khách dùng là xước mất lưng sau này. Đấy, và mình mua lại này. RAM 4 bộ 64, mình bán 2.2 triệu nhá. Tặng cả một cái ốp. Ốp này mình đặt mua đây này. Ốp rất xịn sò luôn. Oppo F9. Đấy, đợt vừa rồi mình có rất nhiều nhưng giờ chỉ còn 2 cây thôi mọi người nhá. Đấy, các bạn xem này, Oppo F9. Cây màu đỏ 2.2 triệu. Còn cây màu xanh tím này là 2.5 triệu. 2.7 triệu mình giảm giá còn 2.5 triệu nhá. Đấy, một cây 2.2 triệu, một cây 2.5 triệu và đều bao zin. Cây 2.2 triệu thì các bạn nhìn này, nó hơi chầy một chút thôi nhá. Chú ý vào chỗ góc trên này nữa này. Đấy, nhưng nó rẻ hơn 300.000 các bạn nhá. Còn tất nhiên mình vẫn bao zin 100% và tặng ốp sạc cường lực bảo hành 1.1 trong 3 tháng cho mọi người nhá. Hãy xem có con nào thì giới thiệu cho mọi người nhá. Còn các bạn mà có quan tâm đến mặt hàng dưới một, nên quanh 1 triệu, 1.5 triệu hoặc dưới 1 triệu thì các bạn là qua kênh Thanh Tú Lắc Suzy bên mình nhá. Thì các cái dòng máy đấy bên mình bán. Em lấy cho anh con Redmi xanh này. Đây con này này, con này rất mới, mình thấy là chưa ai check kết. Con này có 3.5 triệu thôi, Redmi 6i nhá. RAM 4 bộ nhớ 128, máy rất là đẹp luôn nhá. Bao đẹp bao chất luôn, bao zin 100%. Oppo A3s 1.7 triệu, RAM 2 bộ nhớ 16. Cây này thì mình đã thay vỏ mọi người nhá. Đây, mình đã thay vỏ rồi. Đây. Còn Samsung A30 RAM 4 bộ 64, thì mình bán là 2.8 triệu các bạn nhá. Samsung A30 bán 2.8 triệu, RAM 4 bộ 64. Có cả bản Việt Nam và bản Hàn. Bản Hàn thì mình bán là 2.7 triệu, bản Việt Nam bán 2.4 triệu nhá. Đấy. Samsung A20 thì bán 2.7 triệu, RAM 3 bộ nhớ 32 nhá. Đấy, con này màu đỏ đẹp. Đấy, màu đỏ rất là, nói chung mấy chị em phụ nữ mà mua con này là rất là ok đấy. Đấy. Ở đây, Samsung Note 10 đây. Mình đang xài các bạn nhá. Con này mình bán 9.4 triệu thôi, máy bao zin 100%. Rất chất. Đấy, rất chất luôn các bạn nhá.
máy mình đang xài. Fanpage mình đây, Thanh Tú Store đấy nhá. Đấy, các bạn qua đây like trang ủng hộ mình. Thanh Tú Store được 1.600 lượt theo dõi rồi đấy. Đấy. Đây Samsung bản Hàn 2.700.000. Ok. Thôi cái clip này thì mình chỉ lên các dòng máy dòng Android các bạn nhé. Còn iPhone thì thôi mình hẹn các bạn clip sau. Mình cũng tương đối là mệt rồi, mình dọn hàng và đi ngủ các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.